Chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, mưa dông vẫn tiếp diễn ở cả ba miền, vùng núi tại các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, cảnh báo sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Còn với Bắc Bộ, mưa lớn sẽ tập trung chủ yếu ở Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn, Bắc Giang và cả Quảng Ninh, với lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 60mm, có nơi sẽ trên 100mm. Các tỉnh thành khác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 50mm, có nơi sẽ trên 100mm. Mưa giúp duy trì mức nhiệt tại các tỉnh thành không cao, toàn miền phổ biến dao động trong khoảng từ 27 cho tới 33 độ. Riêng Tây Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ dưới 31 độ. Với Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, mưa sẽ xuất hiện từ sớm. Lượng mưa sẽ có mưa vừa, mưa to kèm dông, với lượng phổ biến là từ 30 đến 50mm, có nơi sẽ trên 100mm. Mức nhiệt ở tỉnh thành dao động trong khoảng là từ 27 đến 34 độ. Còn ở phía Nam, ngày sẽ có nắng nóng, mưa dông xuất hiện chủ yếu về chiều và tối đêm. Nhiệt độ phổ biến là từ 28 cho tới 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa đi kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa đá, sấm sét và gió giật, cũng như ngập úng tại các vùng trũng thấp. Với thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ, nhiệt độ sẽ từ 27 cho tới 33 độ. Còn các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ dịu hơn trong khoảng từ 23 đến 30 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có những thông tin thời tiết như sau. Hoàng Sa sẽ có mưa rào và rải rác có rông, với gió cấp 6, giật cấp 8, 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa dông ở vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có gió cấp 6, giật cấp 8, 9, biển động. Và như thường lệ, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.